Không có đi ra bây giờ đấy. Chắc ông ở đấy thì ông sắp chết đi rồi. Bà con mà thánh thần đang mê ăn này nữ vương thiên đàng ai vui mừng vì nước mẹ đã kêu mang trong lòng vì người sống lại thật như đời đã phán đưa xin cầu Chúa cho chúng con là nước lơ lòng thi ma lê nỉ hoan hoái là vì Chúa đã sống lại thật lạy Chúa làm cho thiên hạ vui mừng qua bởi về nước Chúa Giêsu Kitô cũng là con Chúa cũng là Chúa đã sống lại xin vì nước lơ lòng thi Maria là thánh mẫu người nguyện cầu cho ngon được vui vẻ sống đời lời vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Chúng con để ơn nước Chúa anh lần lên lên sáng lắm vô cùng chúng con như nước Chúa anh lần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cây nước Chúa trời mà luôn lửa kim mê nước Chúa trời trong lòng chúng con. Chúng con như nước Chúa trời cho nước Chúa thanh lần xuống. Chúng con cầu cùng nước Chúa trời sẽ đã cho nước Chúa anh lần xuống cho lòng sẽ cho các lãnh tông đồ để đầy chúng con cũng xin nước Chúa trời cho nước Chúa anh lần lại xuống nước dậy xuống con làm những việc lành. Vì công nghiệp của ông Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Sau bốc ra lên cao xin mời các em sẽ đi đánh lễ. Sau kiểu hoa xin mời chân hoa đó của chúng ta. Sau hội đồng Chúa xin mời quý cha và các anh.